nước suối hôm nay mát thế nhở. Ừ, khúc suối này đẹp thật, tranh chấp mãi với làng Hạ cuối cùng cũng về được làng Thượng chúng ta rồi đấy. Nhưng tôi nghe nói trước kia đoạn suối này là của làng Hạ hay sao ấy? Thì có người nói là của làng mình, có người nói là của làng Hạ. Nói chung ý, tranh nhau thì ai chẳng có cái lý của mình. Nhưng mà lý trưởng Mão làng mình là em của quan huyện, thì người làng Hạ làm gì có cửa thắng. Cá sấu Dạ bẩm cụ, dân làng đang vây đông nghẹt trước cổng nhà mình kia cụ ơi. Có chuyện gì mà chúng lại quấy nhiễu thế nhỉ? Để ta ra xem. Chúng tôi yêu cầu cụ phải xử lý con cá sấu ngoài suối cho chúng tôi. Đúng vậy, con cá sấu ấy mới xuất hiện ở đâu về mấy ngày hôm nay, phá làng phá xóm không chịu được. Bọn trẻ con trong làng không dám ra đây chơi nữa, chúng tôi cũng không dám ra giặt đồ bắt cá. Được rồi, các người ồn ào quá, cứ đi về đi, ta sẽ tìm cách giải quyết. Cụ nói thì phải giữ lời đi nhá, nếu cụ không giải quyết, chúng tôi sẽ kiện lên quan huyện. Đúng là khi không lại thêm chuyện phiền nhiễu vào người. Dạ bẩm cụ, thế để con đi mời thợ săn về bắt con cá sấu ấy ạ. Sao cụ lại đánh con? Vì ngươi nhiều chuyện, ai mượn ngươi đi mời thợ săn ha? Có biết tiền thuê thợ săn hết bao nhiêu không? Ít thì cũng phải 100 đồng. Khi không mà ta lại phải bỏ tiền ra vô lý như vậy à? Thế không lẽ cụ định tự tay bắt nó ạ? Lại ngủ mãi. Ta đến gần cho nó ngoạn đứt đầu ta. Nhưng nếu như không làm gì, người dân làng mình không để yên đâu ạ. Họ sẽ làm loạn lên mất. Người cứ khéo lo. Ta đường đường là lý trưởng một làng, lại là em của quan huyện, mà không xử lý được việc này hay sao? Chuyện gì khó thì đẩy sang cho người khác. Ta đã có kế rồi. Bây giờ lý trưởng làng Mão bên kia bảo chúng tôi sang đây kiện, thì chúng tôi phải sang đây thôi. Đúng đấy, cụ nhanh lên cho chúng tôi nhờ. Con cá sấu ấy sao mà lộng hành không chịu được. Các người cứ nghe lời ta về đi. Ta sẽ có cách. Dạ bẩm cụ, có chuyện gì mà người dân làng bên lại kéo sang đây làm ầm ĩ lên vậy ạ? Ta thực chết mà thôi. Sáng nay quan huyện mới gửi thông báo xuống là con suối cuối làng Thượng bây giờ sẽ thuộc với làng Hạ, cắt đoạn suối phía trên chuyển sang cho làng Thượng. Ta đang ngớ người chưa hiểu chuyện gì thì bỗng bọn người ấy kéo đến đây làm ầm ĩ lên. Mà họ phản ánh chuyện gì vậy cụ? Chuyện con cá sấu. Không biết ở đâu có con cá sấu bới lạc đến con suối ấy, dọa người dân không tài nào làm ăn được gì. Chắc chắn là tên lý trưởng Mão y làm em trai quan huyện nên là đổ vấy trách nhiệm lên cho ta đây. Thật là tức chết mà. Còn có một cách trả lại đoạn suối và con cá sấu ấy cho làng Thượng, làm cho lý trưởng Mão không thể trốn tránh được nữa. Được, kế hay. Cứ làm theo lời người nói đi. Cụ ơi, làm cái gì mà nhặng cả lên thế? Ta đã dặn bao nhiêu lần rồi, là cái gì cũng phải từ tốn. Cứ hấp ta hấp tấp, ăn đòn bao nhiêu lần rồi mà chưa chừa. Tại con vui quá. Nãy con đi qua nhà lão lý trưởng làng Hạ, thấy dân làng mình sang làm âm cửa âm nhà lão ấy lên rồi ạ. Cái đó thì cần gì ngươi nói ta cũng biết. Ta còn đang hình dung ra cái bản mặt hắn đang tức tối, bò đầu bứt tai mà không làm gì được ta mới sướng chứ lại. Ai bảo mấy lần làm ta mất mặt trước quan huyện chứ. Lần này thì hứng hậu quả đi nhá. Cụ ơi. Lại chuyện gì? Cứ nhặng lên thôi. Muốn ăn hèo hả? Không. Nhưng mà cụ ơi, cụ, đoạn suối mà cụ đẩy sang cho làng Hạ ấy ạ. Làm sao? Đoạn suối ấy có cá sấu. Thì có cá sấu ta mới đẩy sang cho chúng đi mà lo giải quyết còn gì. Nhưng, nhưng, nhưng,
nhưng mà có vàng cụ ạ. Hả? Có vàng á? Vớ vẩn, bao nhiêu năm nay có nghe nói gì đâu, tự nhiên lại có vàng là thế nào? Con ra chợ thấy mọi người bảo lý trưởng làng Hạ đã quay hàng rào lại cả con suối rồi. Đêm nào ông ấy cũng ra suối làm lễ cúng để thần suối cho vàng. Nếu hắn ta quay hàng rào quanh con suối thì đúng là đáng nghi thật. Vậy tối nay người ra đó thám thính tình hình rồi về đây báo cho ta biết, nghe chưa? Quái lạ, hồi nãy giờ mà vẫn chưa thấy gì nhỉ? Có rồi, vàng nhiều quá, ra đội ơn thần, con đội ơn thần ạ. Ôi giời, sao tự nhiên dòng suối sáng lên thế nhỉ? Này ông, cho tôi hỏi chuyện này với được không? Cậu có chuyện gì sao? Ông ơi, dòng suối tự dưng lại bị quay để làm gì thế? Ban nãy tôi còn nghe thấy tiếng ai đó la lên nữa. À, chuyện là... dòng suối này có vàng đây. Lý trưởng làng này thuê tôi đến làm lễ để cúng thần suối. Thần vừa cho ông ta một thúng vàng kia kìa. Ông điêu thật. Làm gì có thần tiên trên đời chứ. Cậu trai trẻ, đừng có báng bổ như thế. Không tin, cậu xem thỏi vàng lý trưởng mới thưởng cho ta đây này. Ông ta có cả rổ vàng, vui quá mới quăng cho ta một nén đấy. Ôi thế á? Ông nói sao? Lão ta thưởng vàng cho ông á? Cái lão lý trưởng này dám quỵt nợ ta mà lại thưởng vàng cho người khác cơ đấy. Lý trưởng mà lại nợ tiền ông sao? Lão ta thuê ta thả con cá sấu vào suối, ta làm xong lại không chịu trả tiền, đúng là đồ tham lam mà. Ta phải đi tính sổ với lão. Hả? Thì ra lý trưởng làng Hạ lập mưu thả cá sấu vào suối để lý trưởng làng mình phải nhường con suối cho ông ta lấy vàng. Ôi giời ơi, phải về báo ngay cho lý trưởng biết mới được. Tôi biết ông định giở trò gì rồi nhớ. Từ giờ con suối ấy phải thuộc về làng tôi. Đừng có hòng. Ông tưởng có lệnh từ quán huyện là được à? Bây giờ á, phải có giấy chứng thực từ quán chí phủ thì tôi mới chấp nhận con suối ấy là của làng ông. Còn không á, đừng hòng tôi trả lại. Ông cứ chờ đấy, nhất định tôi phải đòi lại bằng được. Có cái giấy xác nhận từ quan chi phủ đây rồi, con suối này đã thuộc về ta. Lão lý trưởng làng Hạ, đừng hòng chiếm được kho vàng này. Olabama, 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 thần vàng ở đâu, mau hiện ra. Thần sông ơi, mau hiện ra cho ta vàng đi. Sao vẫn chưa thấy gì là thế nào? Con làm sao biết được ạ? Ông phải hỏi thầy cúng chứ. Hay là phép thuật của ông ấy chưa cao? Chứ rõ ràng hôm đó con thấy lão thầy cúng làng Hạ khấn xong là dòng suối phát ra ánh sáng mà. Cậu hay thật đấy. Bỏ đom đóm vào bong bóng heo để làm cá khúc suối như phát sáng. Có thế mà cậu nghĩ ra. Tên hầu ngốc nghếch kia bị mắc mưu mà không biết. Chuyện không xiêm là con tính kỹ, cho lão thầy cùng ôm cục vàng giả như thật, rồi con sắp xếp cho cả gã thợ săn dựng chuyện thì làm sao tên hầu ngốc kia không tin được. Ôm bà la vàng ra vồ luôn, thần vàng đâu, mau hiện ra. Vàng của ta. Cá sấu. Ôi, tôi đợi con với ông ơi, cá sấu. Ôi giời ơi, cái gì thế này? Cúng bái cái kiểu gì mà thần suối sao không gửi vàng mà lại gửi cá sấu thế hả ông? Trời ơi, rồi bị lừa rồi. Đáng đời tên lớn leo, có giấy xác nhận từ quán phủ rồi, người đừng hòng thoát khỏi trách nhiệm với con cá sấu ấy.